Ngày hôm nay, tôi sẽ hóa thân thành một loài vật với bản tính ngang ngạnh nhất thế giới. Chính xác, đó là một con cua. Và tất nhiên, tôi không đơn thuần là một con cua suốt ngày chỉ biết ăn sinh vật biển vô tri dưới đáy đại dương để sống một cuộc sống nhàm chán. Mà tôi sẽ biến những nơi tôi đặt chân đến ngày hôm nay thành lãnh địa sống của tôi trước khi trở nên mạnh mẽ, to lớn, không ngán bất kỳ đối thủ nào. Thì tôi cũng chỉ là một con cua bé tẹo tèo, cũng cần phải ăn, cũng cần phải uống. Đấy các bạn ạ, làm gì cũng cần phải có thời gian. Trước tiên chúng ta nên ăn những sinh vật bé trước để sinh tồn. Bây giờ thì mình nghĩ là mình chỉ ăn được cá thôi các bạn ạ. Mình chỉ bắt đạt được những con cá này thôi. Và sau khi mình ăn, mình sẽ lớn hơn, lúc đấy mình sẽ ăn những con sinh vật khác. Đầu tiên, con cua này phang nó luôn không nhỉ? Đang đi mình thấy con cua bé hơn mình mà cứ nhìn đều mình, thế là mình phang nó luôn. Các bạn biết thế nào là lời hại. Trên này có đại hội võ lâm hay sao, có con cá mập to lắm. Ủi ôi, anh cua ơi, em chỉ lên đây ăn ké thôi, em làm gì có đánh nhau đâu. Đấy các bạn ơi, mình mới nhặt được một cây kiếm và bây giờ mình sẽ test thử xem cây kiếm này nó mạnh đến cỡ nào nhá. Đâu nhỉ? À đây, cu, đứng xem nào. Chém luôn, phang luôn đấy chứ. Ui, to thế. Phải tránh thì mình chỉ bắt nạt được những con bé thôi các bạn ạ. Ui. Nhưng mà đấy hình như người anh em của mình hay sao, cầm khiên kìa. À mình thấy một hộp quà này. Ui. Bây giờ mình sẽ thử test kiếm này xem nó như thế nào. Ai đến đây cho mình chém phát nhỉ? Có ai không nhỉ? Có ai ở đây cho tôi test thử kiếm của tôi không nhỉ? À đây à? Phang luôn chứ. Ui. Đấy, láo tuét. Phang luôn chứ. Đây rồi các bạn ạ. Mình thấy một đối tượng từ xa rồi. Mình thử test kiếm luôn nhá. Ui. Láo này. Ui. Sao có xương người ở đây nhỉ? Trốn. Trốn nhanh các bạn ạ. Đang đi mình gặp một anh giai người Nhật Bản các bạn ạ. Ê cu, tỉ thí đi đê. Tỉ thí đi đê. Innova phát xem nào. Ở kia, cu. Ui, to quá, trốn các bạn ơi, trốn. À, hai cu đang làm gì ở đây? Cầm khiêng à? Innova này phang luôn. Ui, khiêng này. Ui, suýt nữa mình ngỏm các bạn ạ. May quá, may. Không, mình ngỏm quả đấy là cũng toang các bạn ạ. Mình mới nhặt được một quả súng lửa các bạn ạ. Đây súng phun lửa hay sao ấy. Rồi mình test luôn nhá. Rồi. Có ai không nhỉ? Ui. Mảnh phết đấy các bạn ạ. Phun phát chết tươi luôn. Đâu? Mấy cu này à? Sấy luôn nhá. Đây rồi các bạn ạ. Đây mới là khẩu súng mình ưa thích. Ông khẩu súng AK. Bắn luôn này. Ui. Ok phết các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xem có con nào to xác mình xử luôn. Ui, có cái búa này. Nên lấy chơi không nhỉ? Ui, ok, mình lấy được cái búa rồi. Nhưng mà mình vẫn đang còn súng, nên là mình bắn súng. Ủa, quả này thì chỉ có chết đòn với anh. Quả này gặp anh thì né cho nhanh, chứ không là anh xử đấy, anh bắn đấy. Ui. Đấy, các bạn thấy không? Súng này ghê đấy, mình chứ sắp trở thành vua biển cả đấy các bạn. Đi đến đâu là xả súng lên đấy. Có ai dám làm gì đâu. Hết dùng súng, bây giờ mình dùng gậy các bạn ạ. À, cô này có súng phun lửa mà láo nhỉ. Đấy, mình cho hai gậy nằm luôn, ngỏm luôn đấy. À, cô đi đâu đây? Đi đâu đây? Láo, ô con dao này. Thôi, con nên lấy dao nhỉ. Thôi, mình không cần đâu. Ô, có gì không? Ui, được rồi, mình lấy cái dìu này ok hơn này. Ui, mảnh phết các bạn ạ. Dìu này chỉ cần phang phát chết luôn. Đâu? Đâu? Có con nào ra đây xem nào. Ra đây xem nào. À, hay dí con cá mập này nhỉ. Ui, trốn. Nó cắn đau quá các bạn ạ. Liêu ha liêu hêu, mình mới nhặt được một quả shotgun các bạn ạ. Quả này bắn phát là chết luôn. Đây. Một phát chết luôn mà bắn cực kỳ đau luôn các bạn ạ. Nào, con nào đứng cản đường tao bắn luôn nào. Đâu? Thằng nào đâu? Cá mập đâu? Đưa cá mập đến đây xem nào. À, cu cá mập này. Ui, một phát chết luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Súng này quá mạnh luôn các bạn ạ. Cá mập to như thế mà mình bắn phát là ngỏm củ tỏi ngay. Bây giờ mình lớn hơn nhiều rồi các bạn ạ. À, con cá mập này. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao ấy nhở. Đấy, sấy phát chết luôn mà cứ lao vào cắn mình.
chưa thấy núi Thái Sơn hay sao ấy các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, shotgun của mình đây rồi. Đấy các bạn thấy trên tay mình không? Ngoài súng là mình còn có cả khiên nữa cơ. Cái quả này thì ai mà đánh lại mình. Ui, thấy không? Bắn phát chết luôn kìa. Đâu rồi? Ở đây không có sao. Ô, tôm hùng Alaska. Đấy, mình bắn phát chết con tôm hùng luôn. Ui, có ông nào ngủ của tỏi đấy kìa. Tốt nhất là tránh chỗ này. Thịt cá với cả thịt tôm hùng mình chán rồi, bây giờ mình sẽ ăn thịt rùa các bạn ạ. Ôi ơi, con rùa này cắn đau quá các bạn ạ. Rồi mình tốt nhất là mình phải đi kiếm cái khác. Mình mới nhặt được một cái cây như kiểu cây hành ấy các bạn ạ. Nhưng mà đánh cũng đau nha. Ờ, đây vụt cũng đau phết các bạn ạ. Ơ. À, anh Giai lấy cái vật muối ở đâu đấy? Cái vật muối của anh Giai kia mình mới xin được các bạn ạ. Bây giờ mình test luôn. Đau phết nha. Ồ đây còn 3 cái này. Lấy luôn đi, lấy luôn. Thôi thử test xem nào. Ồ. Ui ui. Không né được luôn ấy. Cái vật to như này cơ mà. Né sao nổi. À đây rồi. Rùa nha. Ui 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 ui. Ui. Ồ, không ăn được là sao nhỉ? Cho nó thêm một vật cho nó ngỏm nó đi. Ui đây rồi các bạn ạ. Mình vừa mới nhặt được một cái rìu nữa, mình pha con cá mập này luôn. Đấy, thịt cá mập nó phải khác. Đều các bạn ơi, mình mới nhặt được một cái này không biết là cái gì cơ. Nó có bàn tay như cái vợt muối ngày xưa nhỉ. Ui. À, con rùa này phang này luôn nhá. Ui ui ui. Mãi chưa phang được con rùa nào các bạn ạ. Thôi bây giờ mình quyết tâm là mình phang con rùa này xem nào. Ui ui. Cắn mình à? Phải lách ra. Đúng rồi, ăn thịt vào, ăn thịt vào. Quay ra cắn nó luôn đi. Ui, phang vẫn không được con rùa này, cay thế nhở. Rồi, mình sẽ dùng khiêng. À, ok, ok, phải dùng xúc xích các bạn ạ. Vút luôn, vút, vút. Đấy, cuối cùng mình cũng ăn được thịt rùa rồi nhá. Sau khi ăn rùa xong, mình ăn luôn cá mập các bạn ạ. Ui, súng này khỏe phết các bạn ơi. Bắn một phát là hai phát chứ nhở, hai phát chết, chết tươi luôn. Phang chết đòn ngay, gặp mình mà không né là chỉ có ngủm của tỏi thôi. À, tôm hùng mà. Tôm hùng, tôm hùng này. Tôm hùng gặp anh thì cũng ngỏm của tỏi hết. Ui, ui, con nào to đấy nhở. Ui. Ui, nó đốt mình này. Ăn nhanh nhanh nhanh. Ui, ui, ui. Sắp ngỏm rồi các bạn ạ. Mình mới nhặt được thêm một con dao các bạn ạ. Mà tính ra dưới biển này cũng nhiều đồ phết nhá. Súng cũng có, dao cũng có, búa cũng có. À, xúc xích cũng có luôn này. Liều ha liều heo. Đang tìm đối thủ mà chưa thấy ai các bạn ạ. Có bé rùa nó lột. Ui ui. Con này to quá. Con đấy mình không đánh được thật. Anh bạn này cũng lớn phết đấy nhở. Thôi được rồi, phang luôn hai con bé này đi. À tôm hùng à. Tôm hùng này. Ui. Bây giờ mình có cả đao luôn các bạn ạ. Mình sẽ test đao này như thế nào nhá. Đâu, khu nào cho anh chém phát xem nào. Đều các bạn ạ. Má mấy con đối thủ xứng tầm bắn nó luôn nhá. Ui dồi ôi dồi. Đâu rồi. Ui mình thấy nó hơi to nên là mình trốn luôn. Đều đều. Bắn luôn đi. Ô, mình hết súng rồi. À đây đây đây. Phang nó luôn, phang nó luôn. Phang nó luôn, chặt nó luôn đi. Ơ cái thằng này. Rùa với là chân ái các bạn ạ. Mình dí con rùa này xem. Ui ui ui. Cắn đau, cắn đau, cắn đau. Thôi thôi thôi. Chí con khác, tôm hùng đi. Mình sẽ phải tìm nơi khác để mình lớn hơn. Mình mới xử được những con kia, bây giờ mình vẫn còn bé các bạn ạ. Ơ, có cái búa này. Lấy búa luôn đi. Rồi, lấy được búa rồi. Đây, lên trên này xử một vài em. Sau đấy xuống để phang. Mình mới lột xác trở thành một con khác các bạn ạ. Có cả mú gì đây cơ. Ui, xử luôn con cá mập luôn này. Ơ, tránh ra. Láo nhỉ. Đã có súng rồi mà còn lao vào. Hay thế. Được rồi, xem có món nào ngon phang xem nào. Ơ, mấy cu này tránh đường cho anh đi xem nào. À, có con rùa đây các bạn ạ. Có nên ăn không nhỉ? Thôi, tha cho mày đấy. Mà cũng hay. Từ khi mình mặc quần áo mới này, không có bé nào qua hỏi thăm là sao nhỉ? Đấy cô,
quần áo anh đẹp không? Cu. À, con này hỏi không trả lời là sao nhỉ? À, mình có một cây katana các bạn ạ. Ui. À, rùa này. Ui, vàng luôn. Đấy. Nó phải thế. Có quần áo mới nó phải khác. Ui, ui. Cu nào đây? Cu nào đây ta? À, cu này đây à? Ơ. Lại có súng à? Ê, ui ui, ui ui, trốn. Còn xác ông nào ở đây? Có ai không nhờ? Ai cho tôi phang phát xem nhờ? Mới lấy được cái đao mới này. Ok. Phang nó luôn các bạn ạ. À, mấy cu này có súng mà láo nhỉ? Ui ui, bắn đau thế nhở? Ui ôi, ôi. Mình ngỏm luôn các bạn ạ. Ai bắn mình khét thế nhở? Nhưng mà mình là vua mà. Mình ngỏm mình vẫn có thể sống tiếp. Đây, mình sẽ phải test một số vũ khí cho các bạn xem. Vẫn có quả shotgun này, bắn phát nào ra phát đấy ngay. Ui. Không ai tránh được luôn các bạn ạ. Cứ phát một thôi. À, thử lên thuyền xem nhỉ. Thôi, ui. Đi qua hai cái ông nằm đây là sao nhỉ? Chào hai chú nhá, anh đi đây. Sau một ngày sinh tồn vất vả thì mình nghĩ là mình cũng cần phải nghỉ ngơi các bạn ạ. Thế nên chắc mình sẽ đi về đi ngủ. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe. Và nhớ là comment ở dưới video để mình ra thêm nhiều series kiểu này nữa nhá.